thành cảm ơn quý khán giả và bà con đã dành thời gian đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Những thông tin thị trường nông nghiệp trong ngày, mô hình mới, câu chuyện khởi nghiệp là những nội dung rất lý thú, đáng học hỏi, chúng tôi liên tục cập nhật gửi đến bà con. Mong sẽ nhận được phản hồi và chia sẻ để bản tin ngày càng thiết thực hơn. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua một vài thông tin nổi bật. Trái khoái, bưởi da xanh, sầu riêng, thuận mùa giá tăng, nghịch mùa giá giảm mạnh. Ớt chuông đỏ, mô hình đang rất thành công ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Còn ở miền Tây, mời bà con cùng gặp gỡ chàng thanh niên làm giàu chỉ từ một ổ dế. Độc đáo, chiếc máy gặt liên hợp lúa tôm đầu tiên ở Cà Mau. Anh Minh Thiện nè, thường thì từ đó tới giờ giá nông sản mà đặc biệt là trái cây thì khi nào thì nó mới bị giảm giá? Thường là do bà con của mình sản xuất cái sản lượng quá nhiều, đặc biệt là vào mùa thuận á, khi đó thì cung vượt cầu cho nên là giá của trái cây của mình sẽ giảm. Thường như anh Minh Thiện nói thì mình thường gặp rồi, nhưng mà hiện tại thì bưởi da xanh và sầu riêng lại rơi vào điều nghịch lý này khi đang vào lúc trái mùa, sản lượng không nhiều mà giá lại giảm hơn thuận mùa chứ. Đây là ghi nhận tại tỉnh Bến Tre. Những tháng gần đây, giá một số mặt hàng nông sản của tỉnh như bưởi da xanh và sầu riêng sụt giảm nghiêm trọng. Giá bưởi da xanh từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký, vào thời điểm đầu năm xuống còn bình quân 28.000 đồng một ký trong 2 tháng nay. Giá bán sầu riêng cho lái tại vườn khoảng 35 đến 40.000 đồng một ký. Theo thông tin từ một số thương lái, nguyên nhân giá hai mặt hàng này sụt giảm mạnh là do chưa có tên trong danh sách nhập khẩu nông sản Việt Nam theo đường chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Theo phân tích của nhà vườn, với mức giá ổn định cao của bưởi da xanh trong nhiều năm qua, thì giá bán hiện nay khoảng 28.000 đồng một ký là thấp. Riêng giá sầu riêng nằm ở mức 35.000 đồng một ký ở vụ nghịch như hiện nay là giảm hơn 2-3 lần so với thời điểm năm trước. Với giá này, nhà vườn không có lời do chi phí đầu tư cho trái nghịch vụ rất cao. Một trong những nguyên nhân xuất khẩu không được là do trong thời gian qua, chúng ta chưa quan tâm đến xuất khẩu chính ngạch. Không chỉ sầu riêng, bưởi da xanh mà nhiều nông sản khác đã tận dụng lợi thế là nước láng giềng nên không có quá trình chuẩn bị thủ tục xuất khẩu chính ngạch. Vì thế, những mặt hàng này chưa có sự thương thảo cho hai nước để cho phép xuất nhập khẩu. Đây cũng là bài học chung cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Thời gian tới cần nghiên cứu các thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Ở Bến Tre thì sầu riêng, bưởi da xanh là thế mạnh của vùng, vì đây cũng khiến cho bà con điêu đứng. Còn ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, với thế mạnh là cây cà phê. Những năm gần đây đã có nhiều chính sách khuyến khích người dân đa dạng hóa các loại cây trồng, như là phát triển trao hoa theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc đa dạng các loại nông sản như thế mới mong giúp cho bà con nông dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu. Trong đó có mô hình trồng ớt chuông cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trồng cà phê, giúp cho bà con phấn khởi hơn hết. Anh Bùi Huy Dung sinh năm 1985 ở thôn Phúc Hưng, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, là một trong những hộ nông dân mạnh dạn phá bỏ diện tích cà phê kém hiệu quả, năng suất thấp, sang trồng cây rau ăn quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Tổng diện tích đất canh tác của gia đình anh Dung được 2,5 hecta. Trước kia anh trồng cà phê, tiêu và dâu tằm. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng giá cả không ổn định, nằm được nằm mất. Qua việc trồng, chăm sóc và theo dõi nhiều loại cây, anh nhận thấy cây ớt chuông màu đỏ phù hợp với điều kiện tự nhiên ở đây. Cây cho trái to, đều và có màu đỏ tươi, ít bị bệnh hơn so với màu vàng và màu xanh. Với giá bán trung bình 25.000 đồng một ký, mang lại nguồn thu nhập 125 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng cà phê với cùng diện tích đất canh tác. Mô hình của anh Bùi Huy Dung được đánh giá là mô hình rất hiệu quả và thành công so với các hộ đã trồng trước đây ở xã Tân Hà. Trồng nông sản theo hướng công nghệ cao lúc nào cũng cho thành quả nhất định. Song song đó, mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học cũng không kém cạnh. Cũng tại tỉnh Lâm Đồng, hiện ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh học. Các địa phương đang thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong chăn nuôi lên 10 đến 12%. Phát triển nguồn thức ăn chăn nuôi thông qua tăng diện tích trồng cỏ lên 3.000 hecta và thu hút được từ 1 đến 2 nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Hiện tại thì nhiều giải pháp khác cũng đã được triển khai và đáng kể nhất là ban hành quy hoạch các khu vực thu hút chăn nuôi tập trung để mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi và các quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng theo hướng công nghệ cao, biện pháp an toàn sinh học.
Ngược về Cà Mau, anh Minh Thiện có nhớ ở nơi đây có món đặc sản nào nổi tiếng không? Cà Mau thì có mật ong Trần U Minh nè, hay là tôm khô rạch cốc nữa. Nhắc đến tôm khô thì thời điểm hiện tại là đang vào chính vụ đó anh Minh Thiện. Và đây đó chính là thương hiệu khá nổi tiếng trên thị trường, cho nên là nhiều hộ sản xuất ở huyện Ngọc Hiển đang tăng công suất hoạt động gấp 2-3 lần để đảm bảo lượng tôm khô phục vụ thị trường Tết. Từ đây cho đến cuối năm, nơi này không ngơi nghỉ. Trên địa bàn huyện Ngọc Hiển có 16 cơ sở sản xuất tôm khô. Mỗi ngày các cơ sở cung cấp cho thị trường từ 3 tấn tôm khô trở lên. Hiện nay tôm khô rạch gốc đang hút hàng khi được các thương lái từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như các siêu thị trong và ngoài tỉnh liên kết đặt hàng. Mặc dù vậy, nhưng các chủ cơ sở sản xuất tôm khô ở huyện Ngọc Hiển vẫn không tăng giá bán. Hiện tôm khô loại 1 được bán ra với giá khoảng 550.000 đồng một ký. Tôm vuông có giá 1.200.000 đồng một ký. Khó khăn đối với những cơ sở hiện nay là thiếu hụt tôm nguyên liệu để sản xuất tôm khô. Thưa bà con, một sự kiện cũng thu hút sự hiếu kỳ của người dân trên cánh đồng ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Đó là sự xuất hiện của chiếc máy rất độc đáo và rất đa năng. Đó là máy gặt lúa liên hợp mini trên lúa tôm. Đây là chiếc máy gặt đầu tiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau và cũng là duy nhất được thực hiện gặt lúa trên đất nuôi tôm ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Máy gặt đập liên hợp chạy trên lúa tôm là tính năng của nó sẽ như thế nào? Mời bà con nông dân cùng cận cảnh chiếc máy có 102 này. Theo anh Phan Nhật Tân ở ấp 6, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, chủ nhân của chiếc máy này cho biết máy được mua với giá 150 triệu đồng ở Hà Nội. Cách trang thiết bị máy do Việt Nam sản xuất chứ công nghệ mới, có trọng lượng 800 kg, phù hợp với việc gặt lúa trên đất nuôi tôm. Tốc độ nhanh, hiệu quả không hao hụt, bước đầu cho thấy có thể gặt được 3-4 hectare một ngày. Nhiều nông dân phấn khởi khi máy gặt liên hợp mini được đưa vào sử dụng trên đồng đất lúa tôm. Với các ưu điểm như giảm chi phí, năng suất thu hoạch cao và sẽ thay thế toàn bộ việc thu hoạch lúa tôm bằng nhân công ở địa phương trong những năm tiếp theo. Đây là mô hình giúp nông dân yên tâm sản xuất vụ lúa tôm theo hướng đi bền vững. Thưa bà con, trước kia nói đến nơi nào có đông đồng bào dân tộc thiểu số là nói đến cái nghèo, bởi đời sống của bà con chưa thoát khỏi nhiều điều lạc hậu từ trước. Giờ đây thì mọi chuyện đã khác, diện mạo cũng đổi mới hơn rất nhiều. Không tin thì mời anh Minh Thiện cùng bà con cùng đến với tỉnh Lâm Đồng, một điển hình trong việc lắng nghe nhau để làm nông nghiệp công nghệ cao. Vốn là địa phương thuần nông, diện tích chủ yếu canh tác lúa, cây bắp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 83%. Người dân ở đảo Queen hôm nay đã thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm để từng bước thoát nghèo, phát triển kinh tế, dựa vào thế mạnh sẵn có của địa phương. Đây là ba sào trồng cà chua trong nhà lưới đầu tiên ở xã đảo Queen, huyện Đức Trọng của gia đình anh Ipam Ayun. Sau nhiều lần thay đổi cây trồng cho không phù hợp và hiệu quả kinh tế mang lại thấp, anh đã mạnh dạn nhận đối ứng 50-50 từ nguồn quỹ hỗ trợ của xã đảo Queen để chuyển đổi sang trồng rau công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hiện nay, các hộ gia đình trồng rau công nghệ cao ở Đà Quyên đã bắt đầu liên kết với các hợp tác xã thu mua sản xuất rau củ quả trên địa bàn huyện Đức Trọng, Đơn Dương để bao tiêu sản phẩm và ổn định đầu ra. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã thực sự trở thành một phong trào lan tỏa rộng khắp ở các thôn trong xã, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nhờ vào nông nghiệp. Suy nghĩ cởi mở hơn cũng khiến cho một vùng đất nghèo khó khoác lên mình một chiếc áo mới, và sự thành công cũng không thể thiếu sự nỗ lực từ mỗi người. Điển hình như gương nông dân từ An Giang vào Đâm Rông của Lâm Đồng lập nghiệp. Mời khán giả cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Anh Nguyễn Văn Thuộc cùng với bạn của mình không lựa chọn cà phê, dâu tầm hay sầu riêng để canh tác như nhiều hộ nông dân khác ở đây, mà quyết định bắt tay vào nuôi cá lóc và ít thương phẩm từ tháng 3 năm 2016. Tổng vốn đầu tư ban đầu mà hai anh bỏ ra là 33 triệu đồng để mua giống và làm các bồn tạm để nuôi. Cá lóc sau 4 năm tháng nuôi sẽ đủ ký để xuất bán với giá 35-40.000 đồng. Ít thị trường hiện đang thu mua với giá khá cao 80.000 đồng một ký. Theo chia sẻ của anh Thuộc, điều kiện thuận lợi nhất ở đây chính là nguồn nước sạch, cộng thêm đầu ra cho cá lóc và ít ở Đam Rông khá thuận lợi. Đến đợt xuất bán có thể mở rộng thị trường sang các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Đắk Nông. Hiện tại mô hình vẫn đang cho thấy hiệu quả kinh tế ổn định với 22.000 con cá lóc và 6.000 con ếch. Phải sau vài lứa xuất bán nữa thì anh Thuộc mới tính tới kế hoạch mở rộng và hoàn thiện quy mô nuôi.
Những mô hình kinh tế nông nghiệp mới phù hợp với thực tế ở địa phương và nhu cầu của thị trường như là mô hình của anh Nguyễn Văn Thuộc đang thực hiện được xem là sự lựa chọn khôn ngoan. Bằng kinh nghiệm của mình, hy vọng là anh sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ cho nhiều bà con trong xã muốn chuyển đổi sang nuôi cá thương phẩm để cùng nhau nỗ lực thoát nghèo. Thưa bà con, sau đây là một thông tin khá thú vị về một nghề kinh doanh đang hái ra tiền, thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là các bạn trẻ muốn trải nghiệm và lập nghiệp. Sau một thời gian tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, thấy việc nuôi dê chi phí đầu tư thấp, không tốn nhiều công chăm sóc, chỉ ít gây ô nhiễm môi trường, lại đạt hiệu quả kinh tế cao. Anh Trần Nguyễn Nguyên Phỉ, cụ tập Bình Chánh, xã Bình Thành, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã quyết định đầu tư và bước đầu rất khả quan. Mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Tận dụng khoảng đất trống dưới sàn nhà khoảng 70m2, đầu năm 2018, anh Phỉ mua một ổ dế khoảng 5.000 con, chỉ trả 300.000 đồng về nuôi. Cho mới bắt tay vào làm, lưới dế đầu tiên bị hao hụt nhiều. Sau một thời gian vừa làm vừa học hỏi, anh đã phát triển được 10 chuồng, mỗi chuồng có từ 5 ổ dế. Thức ăn cho dế khá đơn giản, chủ yếu từ bột bắp, cám gạo và một số loại rau cỏ như là lá mì, lá khoai lang, rau muống, cỏ dồi. Hàng ngày dùng vòi phun sương từ 2 đến 3 lần để làm mát và giữ ẩm cho dế. Dế là loài vật dễ nuôi, ít bệnh nhưng có sức đề kháng kém, rất nhạy cảm với hóa chất và mùi lạ nên đòi hỏi môi trường sống phải yên tĩnh, thoáng mát, thức ăn nước uống phải sạch. Thì lúc đầu em bắt giống ở một cái trại dế ở Vĩnh Long, rồi sau này em đem về, sau một thời gian ấp rồi nó sẽ nở ra dế con. Thời gian khoảng 2 tuần thì nó sẽ nở ra dế con. Rồi từ dế con ở trong ổ ấp thì chúng ta sẽ đưa ra một cái chuồng lớn để nuôi. Thì đưa ra chuồng lớn để nuôi khoảng 50-60 ngày thì nó sẽ ra, cho ra một cái đàn dế dế trưởng thành. Dế trưởng thành thì mình có thể bán cho các hộ nuôi tắc kè, rắn mối hay là hộ nuôi chim, cảnh. Rồi nuôi bán cho các hộ mấy cái người mà có nhu cầu đi câu cá này. Rồi còn đặc biệt hơn là dế này có thể chúng ta sẽ để bán thịt để chúng ta ăn. Với những kết quả đạt được trong thời gian tới, anh Phỉ sẽ tiếp tục mở rộng phát triển mô hình nhằm tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Quý vị có thấy thích thú khi nhìn thấy chú cua đinh này không ạ? Thường thì loại này chỉ có màu đen, vì thế chắc hẳn rất ít người được nghe nói hay là nhìn thấy chú cua đinh có màu vàng óng ả như thế này. Nhìn thì rất là thu hút đó Quỳnh Dư. Thưa quý vị, cặp cua đinh có màu vàng đẹp mắt này thuộc sở hữu của anh Bùi Hữu Cường tại ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang được chào mua với giá cao ngất ngưỡng. Anh Cường bật mí, anh mua cặp cua đinh này ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang với giá khá cao. Khi đó mỗi con chỉ nặng 20 gram, anh đã chăm sóc nó gần một năm nay. Chú cua đinh có phần mày màu vàng óng, nhìn rất đẹp. Cua đinh lớn rất nhanh. Sau 9 tháng nuôi, con đực nặng 150 gram, còn con cái nặng 100 gram. Do cua đinh và ba ba rất giống nhau, nên khi được hỏi về cách phân biệt, anh Cường cho biết, con cua đinh thì trên đầu có nhiều chấm nhỏ, còn ba ba thì không có. Chỉ vậy thôi à. Theo quan sát, một con cua đinh có màu vàng, một con to bằng khoảng bàn tay người, nặng khoảng 100 gram. Con còn lại có màu vàng nhạt hơn và nhỏ hơn. Được biết, nhiều người muốn mua cặp cua đinh kỳ lạ này với giá 50 đến 60 triệu đồng, nhưng anh Cường chưa đồng ý bán. Những hình ảnh về chú cua đinh kỳ lạ ở miền Tây được chào bán với giá cao ngất ngưỡng cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Nếu có phản hồi ý kiến và yêu mến chương trình, muốn giao lưu tìm hiểu về cây con giống mới, bà con và quý khán giả liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ mail 365ngaychuyendonglv@gmail.com, điện thoại 0263 3829 930. Kính chào tạm biệt.